chồng, bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì buổi sáng nay có khách đặt của mình là khoảng 15 ly cà phê với mấy ly trà đường. Thì giờ mình sẽ làm cà phê để cho khách. Cà phê thì sáng giờ mình đã chăm được hai lượt, cà lượt này là lượt thứ ba. Thì tại vì mình có ba cái phim á, mà lâu lâu mới có khách đặt số lượng nhiều nên là mình sẽ chăm nhiều lần. Cà phê mình chăm ra thì mình để riêng ra một cái ly. Rồi giờ mình sẽ chăm lượt tiếp theo, mình đã nấu một ấm nước sôi rồi. Giờ mình sẽ chăm 3 ly cà phê này tiếp nha. Tại vì mình làm có cà phê đá, cà phê sữa nên là 3 cái ly cuối cùng mình sẽ chăm đậm đặc hơn một chút xíu để mình làm cà phê sữa cho nó ngon. Nước thì mình nấu bằng cái nồi siêu tốc này, giờ mình sẽ chăm vô đây. Để cà phê mà ra ngon á thì mình sẽ chăm chậm. Mình cho cái nước ít thôi. Cái bình này nó giữ nhiệt luôn nên là mình để mình đợi cho cà phê nó thấm á, xong rồi mình mới chăm tiếp một lần nữa. Cà phê của mình sẽ đậm đặc, nó kẹo hơn. Còn mình chăm một lần thật là nhiều thì nó sẽ cà phê nó nở không kịp á, nó không có kẹo cà phê mà nó chảy xuống nhanh á, còn là nước thôi mà. Cà phê mình chăm gì thì nó ra kẹo. Đó, giờ mình bắt đầu chăm thêm vô. Mình sẽ đi chăm thêm một miếng trà nữa để làm trà đá đường. Cà phê của mình nó đang nhiễu nè. Sáng mà chăm cà phê thì nó bay cái mùi lên rất là thơm nha. Ở đây thì mình kết hợp cà phê với nhiều loại, một loại thơm, một loại đắng. À, một loại thì cho nó đậm đà, nó ngon á. Mình có sử dụng một ít cà phê hạt, ít thôi. Tại vì nhiều người cà phê hạt người ta uống người ta bị cồn cào là do nó nguyên chất, nên là mình chỉ sử dụng một lượng ít để mình pha vô. Cà phê nãy giờ mình pha xong hết rồi, mình cho cà ly, mình cho đường vô để mình đánh cho nó đều, nó tạo bọt á, cho cái cà phê với đường nó hòa quyện lại mới được. Mình để vô cái chai này cho nó dễ rót. Chút nữa thì cha sẽ đi giao cà phê giùm. Nãy mình định đi nhưng mà giờ có cha mình khỏi cần phải đi. Cái cà phê này là cái nước đậm đặc. Thì để tí nữa mình pha cà phê sữa. Tại vì mình pha cái phim nó nhiều cà phê mà mình chế ít nước á, để mình pha sữa cho nó ngon. Ở đây thì mấy anh ở dưới cầu á, thích cà phê ngọt nên là mình pha cho nhiều đường một xíu. Tại vì mấy anh đã dặn là cà phê hơi cho hơi ngọt á, mình đánh cho cà phê này nó lên bọt. Thường thường thì người ta có cái cây để đánh á, nhưng mà mình thấy xài cái cây á vô cái ly nhựa này nè nó không ngon, nên là thôi mình chịu khó mình đánh bằng muỗng mà nó cũng tạo bọt như cái cây luôn nè. Mình đánh đều qua hết rồi mình sẽ cho nước đá vô. Cái cà phê sữa mình làm sao? Tại vì cà phê sữa thì nhanh tan nước đá lắm. Nó có sữa, nước đá nó nhanh tan.
cà phê mà muốn lâu tan thì mình để cho nó nguội, mình mới cho đá vô thì nó lâu tan nước đá hơn. Bố nó bán nên nó bỏ cái liền sóc lắc chừng con cũng có cái ly đó à, mình lắc á, lắc lên bọt uống rồi, nhưng mà cái cục ly lắc không nổi, sáng chưa ăn uống gì lắc xong cái buông ra xỉu luôn. Giờ ta bán cà phê máy, cà phê pha máy á, cà phê hạt. Mình đánh cà phê lên hết rồi, xong giờ mình sẽ làm cà phê sữa luôn rồi mình cho đá nha. Mình cho sữa trước. Cà phê sữa thì mình làm cho nó có cái vị đắng của cà phê á. Mình pha cà phê cho đặc đặc thì nó sẽ ngon hơn. Còn mình pha lỏng quá hồi mình cho nước đá vô á, nó nhanh tan thì cái cà phê của mình nó sẽ không ngon. Một hộp sữa thì mình được khoảng 6 ly cà phê. Cái cà phê cốt này thì mình cho ở cốt cho mình bán lên thử xem nó đều chưa. Nếu mà mình cho nhiều cà phê quá nó đen nó sẽ bị đắng nhiều, như vậy là mình đập đá lên cái màng nó sẽ tươi lên. Còn mà muốn tăng cái vị béo mà cho cái cà phê này nó lỏng thì mình cho thêm một ít sữa tươi không đường, ít sữa tươi không đường vô nữa thì nó sẽ ngon. Tại vì cái này là làm đường á, nên là nhiều khi mình đem xuống mấy anh chị cũng chưa có uống liền, nên là mình pha đặc để tí nó còn tan đá ra nữa. Giờ có mới ra cái gạo cà phê sinh muối á, nhưng mà ở đây thì cũng ít người uống nên là mình không có làm cái loại cà phê sinh muối. Cà phê kem muối thì mình uống nó có kem ở trên, nó có vị hơi mặn mặn. Mình chuẩn bị xong hết cà phê, giờ mình cho đá vô. Có một cái ly trà đường khổng lồ nữa nè. Giờ mình cho đá vô. Cái cà phê đá thì mình cho cái cà phê hơi to xíu cũng được, còn cà phê sữa thì mình đặt hơi nhuyễn. Tại vì cà phê đá mà mình cho nó nhuyễn quá thì nó nhanh tan ra, nó không có ngon. Mình cho nó lạnh từ từ. Rồi mình dài nắp lại, mình để hút bên ngoài. Tí nữa ai hút thì mình sẽ để vô sau. Đó. Đây, xong một cái ly cà phê đá. Nước đá này mình chạy tủ lạnh nhà luôn.
nước đá mình vô từng bịch nè. Thì mình uống cái cà phê này nó không có bị đau họng. Nước đá cay thì nó tẩy nhiều. Còn cái này mình làm nước đá bằng mấy cái thùng nước á, mình uống nó không có bị đau họng. Rồi nãy giờ mình đập đá vô hết rồi, giờ mình cho cái này ly cà phê sữa nè, mình cho một miếng cà phê cốt đen lên trên để cho nó ngon. Đó, tạo cái hậu hơi đắng đắng của cà phê sữa ha. Mình thành cái muỗng có muối luôn á. Được chưa? Cái này thì nhanh tan nên mình làm sao này để mình đi liền cho đừng tan đá. Ngày mai thích tao rồi. Xem cho mình buồn ngọt. Hay quá. Cái này là lúc đường. Chút nó lỗ rồi. Muốn đâu hả? Cho đường lớn. Đây sao? Nó rồi. Sống rồi luôn á. Con... Đây. Bây giờ mình mua rồi. Hay dẫn bán ra cái muốn. Đó, ly cà đường của mình. Ông đi trước này ông chơi lạ phải không ạ? Ông chơi lạ không ạ? Cái tên, cái tên, không, mà cứ mình có ai chơi. Đây. Cái tên mình đi chơi này. Ông chơi lạ không ạ? Tí nữa mình để mất chơi xa nha. Cái tên nghe người ta thích liền nha. Hay thiệt, đoạn đi. Đi trước luôn. Ông đi trước thời đại không? Nói nghe giọng đầu em quá mày. Ông Khánh ngoại nó tỉnh cái góc ruột liền 490 triệu. Có bự chà bá thôi rồi. Cây phải cây bự không? Cây giống như cây cây phượng như nó không rồi mày? Cây chanh tầm tầm. Ai cắt nó cây chanh quá. Thì giờ mình cho cà phê vô mấy cái túi để mình nhờ cha đi giao cà phê giùm. Clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà, chúc cả nhà cho cả nhà xem video được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Là góc nó thấy đẹp nhiều quá, bự hay gì? Nó mấy chục năm rồi. Năm sáu chục năm. Giá đẹp.